Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Một đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và một người dân thị trấn Phan Rí cửa xác nhận với VOA hồi 6 giờ chiều ngày 11 tháng 6 rằng tình hình tạm ổn, tạm lắng xuống sau cuộc biểu tình đông đảo với nhiều hình ảnh bạo lực diễn ra kể từ cuối tuần vừa qua. Một người dân đề nghị giấu tên đưa ra lời cảnh báo rằng một cuộc xuống đường lớn sẽ bùng nổ trở lại nếu công an truy tìm bắt bớ những người biểu tình. Báo chí Việt Nam và thông tin trên mạng xã hội cho hay hàng ngàn người ở Phan Rí Cửa đã tràn xuống quốc lộ 1 từ sáng ngày 10 tháng 6 để phản đối dự luật về đặc khu kinh tế, vốn bị xem là có thể mở đường để người Trung Quốc di dân thôn tính biển đảo của Việt Nam. Tin cho hay đã xảy ra đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát làm tê liệt tuyến quốc lộ huyết mạch cho đến đêm cùng ngày. Bên cạnh đó, nhiều người biểu tình đã xông vào trong trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đặt tại thành phố Phan Thiết và một số cơ sở khác của chính quyền. Hình ảnh và chú thích trên báo chí do nhà nước kiểm soát cho thấy một số xe cộ và căn phòng đã bị đốt bởi những người quá khích hay những đối tượng bị kích động. Trên mạng xã hội có nhiều đoạn video cho thấy xô xát giữa người biểu tình với cảnh sát cơ động trên quốc lộ trong đó cảnh sát bắn lưu đạn khói về phía đoàn biểu tình, còn người biểu tình ném gạch đá về phía cảnh sát. Tình hình bạo động đã kéo dài ít nhất đến nửa đêm ngày 10 tháng 6, theo lời một phó bí thư Bình Thuận được báo chí trong nước dẫn lại. Trong khi đó, thông tin trên mạng xã hội nói biểu tình còn kéo dài sang cả ngày 11 tháng 6. Chiều muộn ngày 11 tháng 6, một cán bộ không nêu tên thuộc văn phòng đảng ủy Bình Thuận trả lời VOA khi phóng viên gọi vào số máy di động của ông Bí Thư Nguyễn Mạnh Hùng. Hiện nay là Bí Thư Hùng đang chủ trì một cuộc họp đánh giá tình hình. Tình hình cũng là hơi là ổn nữa. Các cấp các, các ngành cũng vào cuộc tình hình hơi ổn. Một người dân phan rí cửa, tâm điểm của cuộc bạo động, xác nhận với VOA rằng người dân đã về nhà, cảnh sát đã rút quân, tình hình yên ắng và quốc lộ 1 đã thông suốt. Một bài báo của Tiền Phong hôm 11 tháng 6 trích lời bí thư Bình Thuận nói rằng nhà chức trách đang ra soát sàng lọc các đối tượng mà ông gọi là người bị kích động. Ông hùng nói thêm hành vi vi phạm pháp luật phải xử lý nghiêm minh. Các nhà báo của nhà nước đưa tin công an tỉnh cho biết vào sáng cùng ngày họ đã tạm giữ 102 người để điều tra việc đập phá trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan ban ngành xung quanh. Ông Bí Thư Hùng thận trọng nhận định với báo chí rằng không loại trừ khả năng vẫn còn tiềm ẩn những vấn đề không lường trước được. Người dân Phan Rí Cửa không muốn lộ danh tính đưa ra cảnh báo vào chiều tối 11 tháng 6 rằng nếu chính quyền triển khai thêm cảnh sát và truy bắt người biểu tình, hoạt động phản đối sẽ lại nổ ra. Chỉ càng mà họ rút không có còn đến đây nữa thì người dân họ sẽ không chống trả gì. Cái hồi sáng đây cũng vậy. Tức là hồi ngày trước là xảy ra là buổi tối thì họ rút về và buổi sáng thì có một cái, cái cái sự tức là một cái sự tiết viện đó. Thì thành ra họ mới mới tiếp tục họ họ họ, họ chống lại tiếp. Rồi bây giờ thì chỉ cần thì mà mà chính quyền không có có tăng cường gì nữa thì tự động mọi chuyện nó sẽ yên bình. Trong dịp cuối tuần, ngoài Bình Thuận, nhiều cuộc biểu tình lớn nhỏ đã diễn ra ở một loạt các tỉnh thành của Việt Nam, trong đó có Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Nghệ An, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Dương, Mỹ Tho. Dù nhiều người chia sẻ các bài viết và hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy đã có việc nhà chức trách bắt bớ người biểu tình hoặc xảy ra xô sát nhẹ tại các địa phương kể trên, nhìn chung các cuộc biểu tình đó không đạt mức độ bạo động như ở Bình Thuận, Nam cư dân Phan Rí Cửa lý giải với VOA rằng anh và đồng hương của mình đã bị dồn nén quá lâu vì ba nguyên nhân, gồm nhiệt điện Vĩnh Tân gây ô nhiễm môi trường, việc xả chất thải xuống biển làm chết thủy sản và kiểm ngư bảo kê cho tàu giã cào làm cho ngư dân không còn kiếm sống được nữa. Anh nói thêm. Nó tạo ra một cái tệ nạn xã hội rồi công việc không có chính quyền chỉ có thứ rồi sau đó là đâu vẫn vào đấy thì cuối cùng nó gây cái sự mất niềm tin bây giờ dù có nói cái gì họ cũng không nghe. Một số người sử dụng mạng xã hội chia sẻ các hình ảnh cho thấy dường như cảnh sát đã và đang điều động thêm người của họ từ các địa phương khác đến Bình Thuận. VOA không thể kiểm chứng độc lập thông tin này khi được hỏi rằng người dân địa phương có phản ứng gì nếu diễn biến này là sự thật. Nam cư dân Phan Rí Cửa nói đừng dùng cái vấn đề mà gọi là đàn áp hay là hay là bạo lực này kia tại vì người dân đi biển thì họ đối diện với cái chết hàng ngày họ còn sợ thì, thì họ không có sợ Việt Nam xác nhận bắt giữ nhiều người hôm 10 tháng 6 sau khi nổ ra các cuộc biểu tình rầm rộ ở các thành phố lớn để phản đối luật đặc khu. Các hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh nhiều người biểu tình bị bắt giữ và lôi lên xe buýt ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh qua các bức ảnh có thể thấy máu trên mặt và áo một số người trong khi đó các nhân chứng nói với va việt ngữ rằng hàng chục người đã bị bắt thông tin này không thể được kiểm chứng độc lập dù dự luật không nêu cụ thể các nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng tại ba địa điểm có thể trở thành đặc khu là vân đồn bắc vân phong và phú quốc nhiều người biểu tình cho rằng trung quốc có thể dùng những nơi chiến lược này để lập cứ các bức ảnh cho thấy những người xuống đường mang theo biểu ngữ như không cho Trung Quốc thuê đất dù chỉ một ngày hay giao đất cho giặc tàu là mất nước. Sau nhiều giờ im tiếng, báo chí trong nước đồng loạt đăng lại một bản tin ngắn của Thông tấn xã Việt Nam, trong đó nói rằng công an bắt giữ người lôi kéo biểu tình trái phép vì luật đặc khu. Trong bài viết có tựa đề Đừng quá sợ dân, nhà báo tự do Trương Huy San nói rằng cho dù hàng vạn con người đã xuống đường, người dân không hề thách thức quyền lực và người dân chỉ bày tỏ thái độ người còn được biết đến với tên gọi blogger osin huy đức viết tiếp chiều nay đừng ngạc nhiên khi trên truyền thông hay trong các phòng kín có ai đó thổi phồng vai trò của các thế lực thù địch đứng sau các cuộc biểu tình tuy có thể cũng có những kẻ tát nước theo mưa và cũng đừng ngạc nhiên khi mạng xã hội cũng bị cho là thủ phạm để thuyết phục các nhà lãnh đạo ủng hộ các biện pháp cứng rắn hơn một sự kiện gây nhiều chú ý trong cuộc xuống đường hôm mùng 10 tháng 6 là chuyện đám đông tràn vào trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Báo chí trong nước dẫn lời chính quyền cáo buộc người dân đốt xe công an và làm nhiều cảnh sát bị thương, trong khi nhiều người biểu tình viết trên mạng xã hội rằng họ bị vu khống. Nhiều cuộc tuần hành vẫn được tổ chức theo như kế hoạch dù chính phủ Việt Nam hôm mùng 9 tháng 6 đề nghị lùi thời gian thông qua luật đặc khu. Tuy nhiên, theo nhà hoạt động xã hội Nguyễn Anh Tuấn, hoãn vẫn chưa đủ, mà Việt Nam phải chính thức thông báo hủy ý định lập đặc khu. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên bố sẽ giảm thời hạn cho thuê đất 99 năm, nhưng không nói cụ thể về việc giảm này. Trong cuộc trao đổi với báo chí hôm 7 tháng 6, ông Phúc từng nói rằng việc người dân, trí thức và người Việt ở nước ngoài góp ý về luật đặc khu là tinh thần yêu nước rất đáng hoan nghênh các cuộc xuống đường tuần hành chống luật đặc khu còn là dịp để người biểu tình lên tiếng về dự luật an ninh mạng dự kiến sẽ được mang ra biểu quyết vào ngày 12 tháng 6. Trên Facebook cá nhân, tiến sĩ Jonathan London viết rằng không có nước nào mà biểu tình được xem là phương án tốt nhất để giải quyết những vấn đề lớn và quan trọng trong xã hội. Việc có biểu tình cuối tuần không chỉ phản ánh sự nghi ngờ và phẫn nộ của nhiều người mà phản ánh một thực tế lớn hơn mà đã biết quá lâu, người dân Việt Nam đã từ lâu mong, cần và xứng đáng với những quyết định quốc gia xuất phát từ quá trình và thảo luận minh bạch, càng mang tính văn minh đa nguyên dân chủ càng tốt. Nhà nghiên cứu lâu năm về Việt Nam này nhận định, như thế Việt Nam mới cất cánh. Theo ghi nhận của VOA Tiếng Việt, các cuộc biểu tình của người Việt còn diễn ra ở nhiều nước như Nhật Bản, Pháp, Đài Loan, Hàn Quốc và Mỹ.